Được gỡ vướng chính sách, doanh nghiệp này bắt tay ngay vào hoàn thiện đơn hàng. Dự kiến trước mắt hàng chục triệu chiếc khẩu trang y tế xuất đi. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, nghị quyết này không chỉ mở đường xuất khẩu cho doanh nghiệp tại thời điểm này, mà còn là thời cơ vàng để thâm nhập những thị trường như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Các doanh nghiệp phải có một cái sự chuẩn bị rất tốt nếu mà khẩu trang và bộ bảo hộ y tế mà chúng ta xuất khẩu sang thị trường châu Âu mà có vấn đề thì không chỉ ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh xuất khẩu của cái doanh nghiệp đó mà nó còn ảnh hưởng đến cái hình ảnh của Việt Nam. Nghị quyết nêu rõ, chính phủ vẫn sẽ kiểm soát chặt để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước, đồng thời công khai danh sách và năng lực sản xuất, số lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp. Do đó, việc đảm bảo uy tín càng là đòi hỏi số 1. Sẽ cố gắng để biến những thách thức khó khăn của dịch COVID-19 thành lợi thế cạnh tranh với mong muốn rằng sẽ lan tỏa sản phẩm của nước nhà ra thị trường thế giới. Tính chung từ đầu năm, Việt Nam đã xuất 415 triệu chiếc khẩu trang, chủ yếu là khẩu trang vải kháng khuẩn, trị giá trên 63 triệu đô la Mỹ. Dự kiến con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh khi giờ đây cả khẩu trang y tế cũng được mở cửa xuất khẩu.